Xin chào các bác anh em. Hôm nay thì em cũng nhận được một chiếc vang số của hãng DB Contic với model em là S690 của một chú em ở Bến Tre, và chú có gửi kèm theo một bộ mic Zeta hàng mới chính hãng. Thì em nghĩ rằng là cái thời điểm này là cái thời điểm mà cũng quá cận Tết rồi, thì nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì em cũng chia sẻ với các bác anh em cái cấu hình ở trên chiếc vang số của hãng DB Contic S690. Bởi vì các bác ở trong các cái tỉnh miền miền trong ấy, miền Nam, thời điểm này gửi ra cho em thì có lẽ cũng rất là cận kề Tết rồi, có sợ không kịp gửi trả lại cho các bác anh em. Thế cho nên là em cũng biết rằng là các bác ở trong các tỉnh miền trong cũng sử dụng cái dòng vang số DB Contic, nói chung là từ dòng S500 cho đến S700, 750 nhiều. Thì hôm nay nhân tiện căn chỉnh chiếc vang số này thì em chia sẻ với lại các bác anh em ở trong các tỉnh miền trong và các anh em toàn quốc. Thì cái dòng DB Contic này và cái modem S690 này là một chiếc vang số cũng khá hay. Thế nhưng mà cái việc căn chỉnh thì nó cũng đòi hỏi cái kinh nghiệm về cái chuyên môn nữa. Thì cái việc em chia sẻ thì em cứ chia sẻ. Thế còn em thì em cũng chẳng mấy khi kêu gọi các bác anh em là phải like thật nhiều, phải đăng ký, phải ủng hộ nó kia. Bởi vì em biết làm vang số là nó còn tính chất lâu dài. Bao nhiêu cái vấn đề nó sẽ đổ lên chiếc vang số. Các bác mua một đôi loa các bác cũng chẳng căn chỉnh được gì trên đôi loa. Hay là mua một cục đẩy, hay mua bộ mic thế, cũng chẳng căn chỉnh gì trên loa, trên mic, trên đẩy. Nhưng mà nó hay thì người làm vang số cũng được tiếng, mà nếu như nó không hay thì người làm vang số cũng chịu tội. Thế cho nên là một cái vấn đề là con vang số nó sẽ quyết định rất là nhiều thứ ở trên bộ dàn cửa thông kê. Thế cho nên rằng là đối với em cũng không live stream. Cái thời gian em live stream buổi tối này thì em lại ngồi nghiên cứu căn chỉnh cho các bác nó được tốt hơn. Chứ còn live stream để bán hàng được nhiều thì cái đấy cũng không phải là một cái xu hướng, cái phương châm của em. Mà quan trọng nhất là cái vang số là phải đem lại một chất âm mà gọi chấp nhận được, để cho các anh em mà khi mà mua vang số hoặc gửi vang số đến để căn chỉnh thì các bác cũng có thể là chấp nhận được. Bảo nó toàn diện thì nó khó, nhưng mà nhìn chung thì em cũng cố gắng làm sao mà nó hoàn thiện ngày càng tốt hơn để cho các anh em nó dễ chấp nhận hơn. Cho nên là em cũng dành nhiều thời gian vào nghiên cứu vang số để mà căn chỉnh cho nó càng ngày càng tốt hơn. Thế còn cái việc các bác yêu mến thì cũng chẳng bảo, thì các bác cũng đăng ký, các bác cũng động viên bằng những nút like. Và cái xu hướng của em thì không phải là bán được nhiều mà tốt, bởi vì vang số là nó rất khó chứ không phải là dễ. Nó rất khó. Nếu mà vội vàng lấy cái doanh thu, lấy cái thu nhập mà trước mắt thì rồi một ngày thì có thể là cũng mất đi cái kênh Thanh Hồng Audio KTV. Đấy là một cái mà em kinh doanh về lĩnh vực ca hát thì em biết rồi. Trước làm karaoke thì em biết rằng nước ngon hát hay thì khách mới đến, chứ còn nếu như mà nước không ngon hát không hay thì khách cũng chẳng đến, kể cả mình khuyến mại hay là mình bán rẻ hay là mình có mời chào người ta không đến. Cho nên cái vang số nó cũng thế, nó khó lắm. Đối với em là cái người mà hàng ngày ngồi căn chỉnh cho các bác anh em như này mà cảm thấy rất là khó, thì đây là phần mềm của chiếc vang số DB Contic S690. Thì từ trước đến nay khi em nhận vang số của bác anh em gửi đến căn chỉnh thì các bác và anh em test qua các cấu hình ở trên chiếc vang số thì làm nó không tổng thể, làm nó không toàn diện, cho nên rằng là cái chất âm ở trên vang số nó cũng không được khai thác hết, cho nên rằng là các bác và anh em cũng không hài lòng về cái chất âm vang số. Thì cái phần music thì em làm phần music thì có lẽ cũng không đến nỗi. Phần music từ xưa đến nay thì em làm cho các bác anh em tất cả các dòng vang số từ đời X cho đến các dòng cao cấp hay là hàng bãi hay là hàng mới thì không đến nỗi. Thì theo kinh nghiệm của em thì các bác nên giảm trung trầm, giảm trầm và giảm trung trầm, giảm trung. Thì cái việc mà mình giảm mà giải trầm và trung trầm thì nó sẽ có lợi cho giải trầm và nó có lợi cho giải trung. Đôi khi chúng ta giảm ở khu vực trung trầm thì cái phần âm ở trung nó sẽ là được rõ nét hơn, chúng ta nghe cảm thấy là nó chi tiết hơn, nó sạch sẽ hơn. Hoặc chúng ta giảm trung, tìm những cái điểm giảm ở phần trung và trung cao thì nó sẽ làm dịu tiếng ở cái phần giải trung và cái giải trung cao, và nó sẽ làm nổi lên ở cái giải cao, giải chép. Đôi khi chúng ta thích nghe nhạc tí tách thì chúng ta thích tăng chép. Thế nhưng mà cái việc mà chúng ta chỉ tăng chép không, chúng ta chỉ tăng chép không thì nó cũng không làm nổi được những cái phần âm sắc hay nhạc cụ ở cái phần âm chép, mà chúng ta sẽ tìm những cái điểm ở giải trung cao chúng ta giảm đi. Khi chúng ta giảm ở trung cao thì nó sẽ làm nổi trội cái âm sắc của cái giải cao, hoặc chúng ta giảm ở cái điểm giải trung này nó sẽ làm nổi lên ở cái khu vực giải trung này, giải trung cao này và cái giải trầm. Giải trung trầm nó cũng làm dịu đi, nó rõ lời, rõ tiếng hơn, nó sạch sẽ hơn.
thì đấy là cái xu hướng của em, kể cả trong phần mic cũng thế. Các bác anh em thấy là từ xưa nay thì em đều là giảm ở khu vực phần mic, giảm bởi cái tính chất của vang số nó không như equalizer, mà khi căn chỉnh vang số thì các bác phải lưu ý là phải giảm, chủ yếu là phải giảm, còn cái vấn đề tăng là tăng ít thôi. Thì chúng ta giảm nó sẽ có lợi cho các tần số khác, nó sẽ làm nổi trội các tần số khác, thì là cái chất âm nó sẽ sạch sẽ chi tiết hơn. Chứ đôi khi em thấy các bác như vậy là căn chỉnh vang số, em thấy như vậy là đa phần là nâng trầm, giảm trung và nâng chép rất nhiều, và lại một phần về cái giá trị quy nữa. Cái giá trị quy nó cũng rất quan trọng. Thì đây nó là cái phần mic của chiếc vang số S690, các bác có thể tham khảo luôn. Và cũng chú ý đến cái việc mà cắt tần số thấp. Cái cắt tần số thấp ở trên vang số nó cũng rất quan trọng, không phải cái việc mà chúng ta như vậy là thấy nhiều ông bát chúng ta cắt cao lên để cho nó bớt bát đi đâu, mà một vấn đề là chúng ta đặt một cái giá trị tần số thấp nó hợp lý, thì như vậy là nó sẽ có một tác dụng đối với âm cao. Thì cái việc này em chia sẻ với các bác anh em rất nhiều về cái vấn đề các tần số thấp và các tần số cao. Cái việc chúng ta đặt đúng giá trị nó sẽ làm cho cái chất âm của cái phần mic là nó hợp lý hơn ở cả giải trầm, giải trung và giải chép. Còn cái việc chúng ta muốn giảm bát, chúng ta sẽ tập trung vào giảm các cái tần số trong giải quay dương. Thì các bác tham khảo ở đây, chiếc vang số này cũng khá nhiều giải quay dương. Thì các bác có thể là tham khảo ở cái giải quay dương này. Đây là giải quay dư ở trên mic. Các cái điểm tăng này các bác thấy rằng là tăng rất là ít thôi, và cũng có những cái giá trị quy nó khác nhau. Và cái giá trị quy này nó làm nhuyễn về cái phần âm sắc này. Chúng ta đặt một giá trị quy nó không hợp lý thì cái phần âm sắc nó không được nhuyễn. Giá trị quy là có liên quan đến làm mềm, làm nhuyễn về cái giải âm, kể cả là giải trầm hay là giải trung hay là giải chép. Thì khi chúng ta đặt giá trị quy hợp lý thì nó sẽ làm mềm việc chúng ta giảm và giải trung và giải trầm, trung trầm thì nó cũng làm cho mềm, cho rõ. Tiếp đến là cái phần effect, em chia sẻ chi tiết với các bác ở trong phần effect như thế này, chia sẻ rất nhiều rồi. Nhưng đây có lẽ rằng đây là một cái thông số mà các bác có thể áp dụng được ở trên cái dòng vang số S690. Và một vấn đề nữa là cái dòng vang số S690 này á, thì nó cũng là ná như dòng X thôi. Nó chỉ khác biệt là có cái dì vợt hai đam và dì vợt bát đam và dì vợt chép đam, nó liên quan đến cái phần mà gọi là làm mềm, làm dịu về cái giải âm thấp và âm cao ở trong cái phần dì vợt. Thì các bác lưu ý đặt những giá trị mà em đã làm như ở đây. Và cái thời gian của dì vợt nó rất quan trọng. Đôi khi các bác cứ bảo là như vậy phải căn chỉnh tại nhà thì nó mới tốt. Nhưng một cái vấn đề là khi mà mình căn chỉnh tại chỗ mà nó đạt được một cái tỷ lệ cao, thì đến lúc về nhà nó suy hao đi thì nó vẫn còn một cái chất âm mà nó còn chấp nhận được. Còn khi mà ở tại chỗ chúng ta làm mà nó không tốt, chúng ta làm nó chưa có một cái âm sắc chuẩn, không có một cái âm sắc chuẩn, thì khi chúng ta lắp đặt ở nhà cái thời gian thì không có. Rồi chủ nhà thì cứ tập trung vào ca hát, cứ cầm mic hát suốt, thì làm sao chúng ta nghe được, làm sao chúng ta thẩm âm được về cái vấn đề về cái âm sắc. Bản thân chúng ta phải hát hàng ngày, em ngồi đây căn chỉnh cho các anh em là em phải hát, phải alo rất là nhiều để tìm ra một cái chất âm đẹp nhất ở trong ba giải, kể cả phần mic cũng như là phần effect. Chứ không phải cái việc mà như vậy là chúng ta như vậy là cứ chỉnh phiên phiến xong bắt đầu là đến lắp cho gia đình, thì gia đình cứ hết người nọ hát, người kia hát, kể cả hàng xóm cũng sang hát, rồi mỗi người một giọng, mỗi người một kiểu, chúng ta chẳng biết là nghe ai để mà làm cái chuẩn cả. Không bằng là chúng ta là những người mà có chuyên môn kỹ thuật, thì hiểu biết được chức năng trên vang số và có một cái sự thẩm âm thông qua cái bản thân của mình, thông qua cái bản thân của đôi tai của mình, để chúng ta xác định được là như vậy là cái âm ở cái giải này được chưa, ở cái âm giải kia được chưa, hay là cái phần hiệu ứng như thế này là dư quá, hay là như vậy thiếu ở chỗ nào. Thì đòi hỏi là những cái người có một cái chuyên môn kỹ thuật cũng như là có cái sự thẩm âm bằng chính mình. Chứ còn bây giờ như vậy là nghe người khác hát hay là nghe ông hàng xóm hát, thế rồi là cái thời gian mình căn chỉnh thông qua cái cảm nhận của mình nó không có, thì có lẽ rằng nó khó. Thì đối với các bác anh em đang dùng dòng vang số này thì các bác anh em có thể là áp dụng các cái thông số trong phần effect như thế này. Và ở trong phần mic thì các bác lưu ý như thế này. Đã em quên chưa nói phần mic. Gần đây thì em có tập trung vào cái chế độ noise gate và compressor ở trên phần mic. Thì những cái giá trị ở đây là nó rất là quan trọng. Cái việc này các bác cứ thử nghiệm khi các bác áp dụng cái cấu hình này. Và khi các bác thay đổi các cái thông số ở trong cái phần limit compressor trong phần mic này, nó sẽ làm đẹp âm sắc đi rất nhiều khi chúng ta sử dụng về cái chế độ limit và compressor.
nó làm cho âm sắc của chúng ta rất là sáng, mềm, rõ. Khi chúng ta đẩy effect lên cao một chút về cái echo reverb, về cái echo delay hay là về cái effect tổng tăng lên một chút, nhưng khi chúng ta làm ở cái compressor và cái limit, cái noise gate hay là cái min limit, thì cái chất âm của chúng ta nó vẫn có độ gọn gàng, sắc nét, mềm mại. Đây là một cái mà em đang nghiên cứu về cái chế độ noise gate hay là compressor ở trên vang số. Thì đây nó là một cái mà nó rất quan trọng. Tiếp đến là cái phần main. Phần main thì chiếc vang số này nó không nhiều giảm của anh dơ đâu, không nhiều giảm của anh dơ. Nhưng mà có những cái điểm thì các bác thấy rằng là giảm đi có 0,2, có điểm giảm 0,2, giảm ít thôi. Có điểm 0,2, 0,2 và tăng cũng rất là ít thôi, 0,2. Và cái thông số ở trong cái phần echo reverb, đây là phần echo reverb, thông số về tỷ lệ echo reverb cũng như là cái tỷ lệ về phần mic này. Thế rồi là về cái chế độ compressor này, đây là những cái giá trị mà nó sẽ làm đẹp về cái phần âm sắc ở trong cái phần đầu ra ở trên phần main. Đặt một chế độ hợp lý ở cái compressor này nó sẽ có một cái tác dụng rất là tốt. Và một cái vấn đề nữa là cắt tần số thấp và cắt tần số cao, và đặt chế độ làm việc cắt tần số thấp, cắt tần số cao thì chúng ta sẽ đặt được giá trị bao nhiêu. Loa của chúng ta thường thường là loa full chẳng hạn, hoặc kể cả loa nằm, thậm chí loa nằm còn phải cắt cao hơn nữa ở cái tần số thấp ở trên main, bởi vì hoạt động tốt là ở cái tần số tầm cỡ khoảng từ 55-60 đổ lên. Còn hiện giờ thì ở cấu hình này là đang để giá trị 50 Hz. Và cắt tần số cao, tùy từng loại vang số thì chúng ta sẽ đặt cái cắt tần số cao này cho nó hợp lý. Không phải là cái việc chúng ta cắt cao quá. Ở trên chiếc vang số này cắt 20.200, nhưng cũng có chiếc vang số thì chỉ cắt đến 11-12.000 thôi, hoặc là đến 16.000 thôi, tùy theo từng chiếc vang số. Thì đây nó là cái cấu hình của chiếc vang số của hãng DB S690. Và cái effect tổng thì em đang để là 38, đang để 38. Thì đối với dòng vang số này thì nó có một cái lợi thế này, mỗi một cấu hình chúng ta có thể đặt được cái giá trị effect tổng này là khác nhau. Mỗi một cấu hình nó sẽ là khác nhau về cái effect tổng. Thì đây là toàn bộ cấu hình của một chiếc vang số S690. Và đây là em đã làm như vậy là 6 chế độ. Làm 6 chế độ ở trên chiếc vang số này để cho chú em này chú sử dụng. Bởi vì chú này chú ở xa, chú ở mãi Bến Tre cơ. 6 chế độ, và bây giờ em sẽ thử cái chất âm mic 6 chế độ này để cho các bác anh em nghe được là chất âm mà em đã làm ở trên chiếc vang số S690 này. Và sử dụng luôn bằng cái mic Zeta card này. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 2 2 3 5 6 9 9. Thì thôi, nhân tiện căn chỉnh cho chú em này thì cũng chia sẻ luôn với các bác anh em một cái cấu hình để cho các bác anh em sử dụng trong cái dịp Tết này. Bởi vì các bác ở các tỉnh miền trong thì cũng rất là xa, cho nên là cũng không thể gửi ngày một cái hai được. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 4 4 7 7 10 10 2 2 3 5 5 6. Tiếp đến là sẽ là cái cấu hình định giọng này, gem mic định giọng. Thì ở cấu hình này thì phần nhạc là sẽ là nhạc gem mic, và phần effect sẽ là hỗ trợ giọng hát. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 10 2 2 3 5 5 6 7. Thì em bán vang số cũng không vội đâu, bởi vì có ngày chỉ bán được một chiếc thôi, nhưng mà làm chiếc nào nó chắc chiếc đấy, giữ lâu dài thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6. Tiếp đến là cấu hình echo này, làm echo và reverb này. Em thì em làm riêng từng chế độ, echo là echo riêng và reverb là reverb riêng. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 10 2 2 3 5 5 6 9. Tiếp đến là sẽ là cái cấu hình chống hú này, là một cấu hình chống hú nữa. Thì tới đây em lại phải nghiên cứu thêm về cái cấu hình chống hú để cho các bác anh em sử dụng. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 4 4 7 7 10 2 2 3 5 5 6 9. Thì vừa rồi thì em cũng đã chia sẻ các bác anh em một cái cấu hình là chuẩn ở trên chiếc vang số của hãng DB Acoustic, model là S690. Thì các bác xem có thể áp dụng để mà tự mình căn chỉnh cho chiếc vang số này nó được tốt hơn.
Và chiếc vàng số này là căn chỉnh full tay, cho nên các bác anh em có thể là căn chỉnh được. Thì các bác anh em cảm thấy hữu ích thì hãy ủng hộ Thanh Hồng Audio KTV. Đây là Thanh Hồng Audio KTV. Các bác có nhu cầu mua vàng số cũng như là căn chỉnh lại vàng số thì các bác liên hệ với em. Em sẽ làm cho các bác anh em là tương đối tốt trên những chiếc vàng số của các bác anh em gửi đến căn chỉnh cũng như là các bác anh em đặt mua vàng số.